giang không trôi muôn mãi. Có vậy thời tên thì tất cả ngày trong thật không bồi đến lần. Em biết chăng ngoài khơi xa bao ta, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên anh không cần hồn nào sống. Hay quá, hay thì hay rồi. Như là hay rồi, nhiều hay hơn anh rồi. Nó chậm lắm, cái đó anh hát không được. Anh không thuận lời, anh hát không được. Vô bách viết corona đi, nó viết bằng corona đi, nó năm. Thuyền ra sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn cơn sóng nơi xa. Thuyền có hay sông lặng lẽ. Ăn này nè, anh nhăn cây á. Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Mà chát chát, cái trái vàng vàng á, chát chát giống trái me keo vậy á. Phải. Nó là trái ông tí đâu rồi ta? Ông xuống hả? Mãi tí xuống hả? Ở nãy tí có ra ngoài không? Đó. Tí á? Hết ở dưới đất là xưa rồi, bây giờ mình chơi hết ở trên trời nè. Dưới đời trên trời nè. Ông giả mang luôn. Ông giả mang luôn. Bấm đây em, bấm đi bạn ha, bài Bolero. Bolero, bấm mày luôn. Bà làm được. Nam hát bao lâu được mà. Lắm đấy, đi xong. Mày ca bài nào mua đâu được, ca bài đó được đó. Các bài xin. Oh yeah. Good job. Hello Kelly Do. Làm đủ rồi về thôi. You know. Ăn ma trả quỷ hết mày ơi. Trả quỷ à? Ừ. Đi ra siêu là mấy ngàn, mấy ngàn. Bên anh kho thu 10 ngàn. Sao thu 7-8 ngàn lại, cũng vậy à. Tắt cái 20 con này, để ai bên kia ha. Để mình nghe nó ấy. Vô nè, đó, tao vô trước nữa rồi đó. Cho nên là có công ty đó. Ủa, micro tao hồi nãy tao để đâu? Ừ. Nó không có đâu. Mà đem vô chẳng rồi thử luôn mà bỏ chẳng luôn rồi đó. Trong 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 nữ đụng á. Trong nam mới ra được á. Đúng rồi. Trong nam mới được. Trong nam đây này. Nam nó đâu cần mở tiệm đâu, nó mở tiệm xong rồi nó cho người ta đóng tiệm, nó đi nhậu. Chị Kelly. Chị Kelly nói thằng Nam nó không mở tiệm sao cho nó đi nhậu vậy. Chị Kelly. Em tại tuần trước làm 7 ngày, tuần này em nghỉ 2 ngày. Còn có làm 7 ngày là được thưởng đi. Cái chị nó lo mà. Đó, hay quá. Tình dù chưa vơi không tránh được ngờ ni. Ai biết đời. Bách nói mày hát cái gì tao nhức đầu quá. Nó chứ đang trẻ rồi, nó thích Bolero. Hai
Mà vậy mày dở rồi, mày thua thạch phê nữa, thạch phê hát bô lô lô chùm luôn. Vậy hả? Người ơi, vô phương trời. Dạ. Sao kêu nó xong tay vậy? Nhà kêu nhà nó thứ 13 hả? Nó đưa nó cầm đấy em, nó chỉnh đi. Là yêu nhau. Ủa má tao hát luôn hả? Cho 5 phút mới để đổi cái mixer lại. Bảo đảm được không? Ok. Đúng má. Tại đó là chưa tới sắp này hả? Ừ. Tại vì em đứng thứ 3 trong nhà. Ờ. Nên là 8 là 3. Đúng rồi. Tay là đẻ. Ừ, tay là đẻ. Ờ. Người Trung Quốc là sư đẻ, sư đẻ, hiểu không? Là tay đó, là tay đó, tay là đẻ. Tay là đẻ, sư đẻ không? Ai tên tay là đều là nhà phải có anh chị em đấy. Là nó không phải là thứ 13, thứ 3. Không phải thứ 3, tay thứ 3 là xám, xám chắc nhìn xám đó, xám là thứ 3. Tay là em là đẻ. Tức là người nào tên tay á, tay là em. Đúng, tay là em hết. Giới người tàu á, người Trung Quốc, người Trung Hoa vậy. Xóm tay. Thằng nào mà có chữ tay đằng sau là đồ mà thằng đó đều có anh có chị hết, có anh có chị. Xóm tay. Ghê em xóm tay. Xóm tay là em đứng thứ 3. Xóm tay, xóm tay. Thứ 3 thứ 4 không cần biết nhưng mà xóm tay. Đúng là con thứ, nhưng mà tao đứng thứ 3 thì kia tao là 8 thôi. Nam, tại sao mà không nói tiếng tàu của tao? Nam, anh nó là nó tên là sư tay á. Nam, anh biết tiếng tàu sơ sơ đó. Nhất nhị tam tứ ngũ tứ tứ là sư đó. Nó đứng thứ 4 đó. Tư gì? Tư sĩ rồi. Sư tay đó. Là tứ đệ đó. Tuy là cách tám tuy là tứ. Sư là tứ. Em đếm nãy là em đếm là tiếng Hán rồi. À nãy em nói tiếng Hán rồi. Dưa, dưa san sơ, em phải đếm. Dưa là 1 2 3 4 em. Là dưa san sơ. Dưa gì san sì. Nó thứ tư. Nó hồi xưa là người ta chỉ là si tài nho. Là nó là đứng thứ tư trong nhà nó. Long hả? Long hả? Là tao là sám tài. Thứ nó là thứ tư, nó là sư tài. Xong rồi sư tài. Có ba anh chị. Nó là sư tài. Sư tài nho. Tao là thứ ba, thì tao là sám tài nho. Đó còn. Tức là trong xóm tao rất là nhiều người trên sám tài là sư tài luôn. Tại vì họ đều đứng thứ ba, thứ tư là đứng thứ ba. Nếu mà có, nếu mà cái gia đình khác mà rồi mà thứ ba giống mày vậy, giống đúng trường hợp này cũng kêu bằng sám tài. Đúng rồi, chung. Thì, nếu mà họ chung. Có đặt tên tài thì do không biết. Nhưng mà họ cũng có thể là cũng kêu sám tài cũng được, nhưng mà họ sẽ có tên chắc mình kêu cái tên nhà tên sám tài nhỏ, sám tài bát, sám tài bạc gì đó. Nó là như vậy, là cái luật nó là như vậy, là cái người Hoa nó đi kia theo như vậy. Nam phải nói tiếng Tàu với anh để anh học tiếng Tàu thêm nè. Có con khách nào người Tàu đâu? Đâu anh muốn anh hồi xưa anh cũng biết sơ sơ tiếng Tàu. Ông Trung Quốc hỏi tao tại sao mày học tiếng Tàu đi? Đồ má tao học tiếng Tàu để tao về Việt Nam tao đánh. Tao ở nước Việt tao phải học Việt Nam chứ, đúng không? Vậy là mày chỉ biết nói tiếng Tàu thôi nhưng mà không biết viết. Nam nó biết, nó biết nói rồi. Nam biết nói rồi. Tao biết tiếng Khmer nhưng mà tao không biết tiếng Tàu. Mày biết nói tiếng, em biết viết một tiếng Việt. Đúng đó, nó có nhiều loại lắm. Hồng tiếng của ta là tiếng Hồng Kông. Ủa mày là tiếng Hồng Kông đúng. Còn của người ta là tiếng gọi là, của ta là gọi là Bạc Bà. Còn của người ta là tiếng Quả. Tiếng Quảng Đông, Quảng Đông. Tiếng Kiều Châu nữa. Đúng rồi, tiếng tiếng Kiều Châu thì cũng giống tụi ta. Nó cũng giống giống vậy, với lại tiếng Hồng Kông. Thì nó gọi là Mandarin với lại là cái gì? Mandarin, Cantonese. Nó Cantonese là Mandarin thôi. Tân
từng rồi, hát hay mà. Hello. Hello, one. Đừng nhìn nhau chi mà heo lệ bờ mi, tình dù chưa phai không cánh đường tư ly. Ai biết đời mãi xa bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ là phôi pha. Sống xa từng kỷ niệm đầy vơi lòng. Nam em hát bài này hay hơn anh là hát đi. Tiếp tục đi. Anh cát lưng trời hằng lặng tình không tan, trọn đời dính mang. Đồng hành đêm trường đêm yêu đương, chỉ còn cung buồn náo nồng đớn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đầy hai đứa ôm cánh biệt hai nơi, bao mắt rồi thôi sinh em cười vui lòng người. Đành giờ kiếp sau lại yêu nhau. Hay đó, sau này hay đó em. Hay đó. Em hát đi. Nè, hay đó. Phải cho ta từ từ đủ mắt, phải luôn làm bắt đầu không? Bắt lửa lên cho sáng cái coi. Bắt lửa lên đi. Có đèn lên hả? Ăn rồi, ăn này đi. Má sướng quá mà. Nói được cái chính nữa được rồi. Đúng rồi đó, được cái chính đó. Được rồi, sách này ơi, ok rồi. Được rồi, em được rồi. Anh hát một bài kìa. Maybe. Dùng mà khó hiểu quá mà. Khó hiểu quá. Anh đang quay phim. Hello.